Còn đúng một tháng nữa đến Tết Nguyên đán, nhưng ngay từ bây giờ, nhiều công nhân làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh đã xác định không về quê đón Tết Tân Sửu năm 2021. Đây được coi là một cách để họ có thể tiết kiệm tiền do không tìm đâu ra nguồn thu trong một năm đầy biến động và khó khăn. Anh Đức làm công nhân đóng gói trong khu chế xuất Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh được hơn 4 năm. Vợ anh thất nghiệp ở nhà, buôn bán lặt vặt và chăm sóc hai con đang tuổi ăn, tuổi học. Chi tiêu ăn ở trông chờ cả vào khoản lương khoảng 10 triệu một tháng của anh. Nhưng năm nay, mọi thứ đảo lộn và anh không còn dám nghĩ đến chuyện đưa gia đình nhỏ về quê Thanh Hóa đón Tết. Ai cũng có quê hương cả mà ai cũng nhớ về quê hương, nhớ về cội nguồn. Nhưng mà thực tế là vì điều kiện hoàn cảnh của mình không cho phép. Và bây giờ gần giáp Tết là đặt trước. Cả tháng thì cũng cứ phải là 2 triệu rưỡi, 2 triệu 6. Mà một người một vé. Anh báo cả gia đình bây giờ mà những 4 người thì bây giờ về một lần về là như vậy là vị chi là 14, 15 triệu bạc rồi. Thì còn chưa nói là vào trong này. Cũng mong muốn ở quê hương là cha mẹ mình cũng khỏe mạnh và anh em và bạn bè cũng có những người cũng sẽ thông cảm, cha mẹ cũng thông cảm được cho mình thì những người con bây giờ đi xa quê hương đi lập nghiệp. Còn chị Đặng Thị Hồng từ miền Bắc vào Nam làm việc trong công ty Poyon, cùng chồng và hai con ở trọ tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Hàng tháng, nếu không phát sinh ốm đau, thiếu hỉ, chị phải chi trả từ 15 đến 16 triệu đồng mới đủ duy trì sinh hoạt. Năm nay, việc làm bị mất, con đường về quê của chị cũng xa hơn. Đường xá xa xôi rồi điều kiện thì kinh phí nó cũng không cho phép lắm nên em cũng phải ở lại thôi. Năm nay ông xã em thì đau bệnh hoài, đi khám đi trong tháng tiền viện phí có tháng rồi hết cả 5 triệu, 6 triệu. Nhiều khoản chi lắm. Đó. Nên vợ chồng em ở nhà trọ lại ở nhà trọ ăn Tết. Không thể có mặt sum vầy cùng gia đình trong ngày Tết, nhiều người không khỏi chạnh lòng. Nhưng ít ra, một khoản tiền không nhỏ sẽ được chất chiêu cho những khoản chi tiêu vào năm tới. Những tháng cuối năm, thị trường lao động Việt Nam có dấu hiệu phục hồi. Một số ngành nghề lĩnh vực bị đứt chuỗi việc làm, lao động bị ngừng việc, nay đã trở lại thị trường. Vâng, tuy nhiên thì tác động của dịch bệnh vẫn còn ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành nghề, các lĩnh vực. Nhiều doanh nghiệp đã thu hẹp sản xuất kinh doanh và dẫn đến việc làm của một bộ phận người lao động đã bị cắt giảm và thu nhập của họ thì bị giảm sút. Do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, doanh nghiệp nơi chị Trần Linh Chi làm việc đã cắt giảm nhân sự. Đi tìm việc làm mới cũng không phải dễ dàng với người lao động khi nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp giảm sút. Dịch bệnh COVID này rất là ảnh hưởng đến công việc của tôi. Cụ thể là doanh nghiệp tôi cũng giảm biên chế rất là nhiều, nhân viên không có việc làm, nghỉ việc. Tôi đi thuê nhà thì cũng ảnh hưởng đến kinh tế đó, ảnh hưởng rất nhiều. Trước đây, với mức lương hơn 10 triệu đồng một tháng của mình anh Khánh, cũng đủ trang trải cuộc sống của cả gia đình. Dịch bệnh COVID đã khiến thu nhập của anh giảm đáng kể, chỉ còn 5 triệu đồng một tháng. Cuối năm, đơn hàng về nhiều, thu nhập của anh nâng lên hơn 7 triệu đồng một tháng. Hai con anh đã phải gửi về quê để ông bà đỡ đần. Năm nay như thế thì tiền ăn tiền đấy ở của hai vợ chồng cũng phải siết chặt lại hơn. Tiền gửi cho con cũng được ít hơn. Nó không bằng thoải mái như những năm về trước. Mong sau các công ty trong khu công nghiệp đấy chỉ không gần cao hơn năm ngoái nhưng mà ước mong là trả được cho tiền thưởng như mọi năm cho công nhân là ổn. Theo Tổng cục Thống kê, tính đến cuối năm 2020, cả nước có hơn 32 triệu người bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19, bao gồm mất việc làm, nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập. Riêng trong quý 4, có khoảng 1,2 triệu người thất nghiệp, tăng gần 140.000 người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ lao động bị thất nghiệp ấy là rất là cao và cao nhất trong 10 năm qua. Bên cạnh tỷ tiêu về tỷ lệ thất nghiệp ấy, thì chúng ta còn có một số các cái chỉ tiêu khác, ví dụ như là tỷ lệ thiếu việc làm chẳng hạn, cũng là có một con số kỷ lục trong một cái chuỗi thời gian rất là dài vừa qua. Ngoài ra thì cái việc làm các cái lao động trong cái khu vực phi chính thức ấy, thì cũng đã tăng lên.
Thiên tai, dịch bệnh đã góp phần làm tồi tệ thêm về vấn đề việc làm. Tình trạng thiếu việc làm không chỉ tập trung ở khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản mà tăng lên ở cả khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Sụt giảm thời giờ làm việc đẩy nhiều người vào cảnh có việc làm vẫn nghèo. Năm 2020, 1,3 triệu người bị đẩy vào tình trạng không có việc làm, trong đó quá nửa là phụ nữ đang trong độ tuổi lao động. Và có thể sẽ phải mất hàng năm trời, họ mới có thể quay trở lại làm việc toàn thời gian.